quản tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Ú Rú Quê La trên bờ sông Nê Ran Chá Ra dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa khéo nghịch chiều tác ý, lý duyên khởi, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sách diệt, do danh sách diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ tu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt của các duyên. Và cấm nhân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sích Quang Thanh. Dạ, sa thú cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Ai Giá. Và con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ, con kính đảnh lễ Sư Phước Toàn và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá Kinh Phật Tự Thuyết chương 1 phẩm Bồ Đề bài. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ú Rú Quê La trên bờ sông Nê Ran Chá Ra dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi trong bảy ngày ngồi trong một thế kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất khéo thuận chiều tác ý, lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là do duyên vô minh có các hành duyên, các hành có thức, duyên thức có danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết sầu bi ưu não, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: một thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì quản chi hoàn toàn
pháp cùng với các nhân. Và đoạn 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ú Rú Quê La, trên bờ sông Neran Chara, dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Hai, thật sự khi các pháp có mặt khởi lên đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt của các duyên. Hết. Dạ con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân ạ. Dạ con đã đọc bài xong, con cảm ơn cô Dạng Đông đã bóp bài. Dạ con xin xuống mic, con xin mời quý vị ạ. Còn kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Thích Phật cùng Chư Tăng, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô Tuần Nữ Tham Ma Cha Lý, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Y Tí Ta Cá, kinh Phật Cử Thuyết chương 1, phẩm Bồ Đề và 1. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Yếu Thế Phi Lá trên bờ sông Nê Răng Giá Ra, như có cây Bồ Đề khi mới chứng đặt, mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bây giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong thế ngồi kiết già, họ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy trong đêm canh thứ nhất, theo thuận chiều tác ý duyên khởi. Do cái này cái mà có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh cái kia sanh, tức là duyên vô minh. Có các hành duyên các hành, có thức duyên thức, có danh sắc duyên danh sắc, có sáu xứ duyên sáu xứ, có xúc duyên xúc, có thọ duyên thọ, có ái duyên ái, có thủ duyên, thủ có hữu duyên, hữu có sanh duyên, sanh có già chết sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quán tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Đoạn 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Ú Rú Quê La trên bờ sông Nê Hăng Cha Ra, dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng đẳng chánh đẳng giác. Lúc bây giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tắt ý lý duyên khởi. Trong cái này không có mặt,
kia, không hủy hổ, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là như minh diệt nên thành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là độ diệt của khổ hữu này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự nghi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn, nhiệt tâm hành thiền định. Khi ấy, với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các nghi. Dạ, cảm ơn chị Lâm đã mất bài ạ. Dạ, con xin đỡ mất lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Thích Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con, dạ còn vị nào chưa ông bài, xin mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, cảm ơn ba ông thần. Dạ, còn có vị nào chưa ông bài không, xin đưa bàn tay. Dạ, con hành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư Trung Đức Vô Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, kính chào quý bà, kính lễ với bà với cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ông bài không, xin đưa bàn tay giùm ạ. Dạ, nếu mà không có vị nào thì mời chị Na. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kinh Tiểu Bộ Itiwuttaka, kinh Phật tự thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề, bài 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruwela, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất, khéo thuận chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh, tức là duyên vô minh, có cái hành, duyên các hành, có thức, duyên thức, có danh sắc, duyên danh sắc, có sáu xứ, duyên sáu xứ, có xúc, duyên xúc, có thọ, duyên thọ, có ái, duyên ái, có thủ, duyên thủ, có hữu, duyên hữu, có sanh, duyên sanh, có già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị Bà La Môn, nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ vì quản tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Đoạn 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruwela, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là
Do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là đoạn tiệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Dạ con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ và đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn Sích Thi Na. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, con thành kính lãnh lễ đại đức tuệ đức vô văn năm nhờ đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ ba ông thần chắc lên là không biết gì hết, biết đọc nhưng mà hết giờ rồi. Ba ông thần lúc nãy Nhục bình mời đưa tay không đưa, mất quyền lợi thấy chưa. Dạ năm mô bích hai giá. Dạ Nhục bình kính cảm ơn tất cả. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Chích Đăng Đông, Cẩm Vân, Chích Văn Thanh, Chích Trần Đạo, Chích Thi Na. Dạ không biết còn vị nào nữa nên Nhật Quỳnh xin lỗi nhà vị nào đã đọc rồi. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã ôn bài ngày hôm nay. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ thỉnh giảng sư trước khi thường tọa phát tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiện như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang cha pháp, mười lăm hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ trước khi con cung thỉnh thượng tọa pháp thân lên giảng dạy bài học này hôm nay, con xin được đọc phần chánh văn và cảm ơn Đăng Đông cho bài học. Kinh Tiểu Vợ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1 Phẩm Bồ Đề, bài 1 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruguela trên bờ sông Nerañchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất khéo thuận chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này có mặt cái kia hiện hữu, do cái này sanh cái kia sanh, tức là duyên vô minh, có các hành, duyên các hành, có thức, duyên thức, có danh sắc, duyên danh sắc, có sáu xứ, duyên sáu xứ, có xúc, duyên xúc, có thọ, duyên thọ, có ái, duyên ái, có thủ, duyên thủ, có hữu, duyên hữu, có sanh, duyên sanh, có già, chết, sầu, khổ, u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này.
Một, thật sự khi các pháp có, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối vị bà la môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quản tri hoàn toàn pháp cùng với các thân các nhân. Hai La Mã, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Neranchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa khéo nghịch chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thụ diệt, do thụ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Hai, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Nam Mô Bích Tha Giá và bản Chánh Văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Rạng Đông cho bài học và cho tín hiệu. Và con kính Dục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân mít đến sư ạ. Con kính dân mít đến sư ạ. Là Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ đang hiện diện trong rừng. Để tiếp tục một loạt bài ở trong giáo lý duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên, thì hôm nay chúng ta học qua một cái chi pháp kế tiếp nữa, đó là danh sắc duyên cho lục nhập. Vừa rồi thì chúng ta học thức duyên cho danh sắc. Hôm nay thì chúng ta học cho là danh sắc duyên cho lục nhập. Trở lại trong cái bài học hôm trước đó, khi nói đến danh sắc thì thường nôm na đó, thì chúng ta hiểu đó là danh cứ là cái gì, là tâm, là tâm của chúng ta, hay là phần thành phần danh quẩn. Thì tâm của chúng ta nó có bốn cái thành phần danh quẩn, nó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Còn sắc ở đây là chỉ cho thân của chúng ta, thân của chúng ta. Nhưng mà nói cho chi tiết cụ thể hơn đó là danh sắc, tức là 35 sở hữu hợp ở trong 32 tâm quả hiệp thế mà vừa rồi chúng tôi đã trình bày. Nếu nói theo vi pháp, đó là phần danh. Còn sắc ở đây là chỉ cho sắc nghiệp của chúng ta. Sắc nghiệp của chúng ta, sắc do nghiệp tạo nên. Sắc nghiệp tạo nên, ở đây được gọi là sắc nghiệp á, thì có 8 sắc bất ly, như là đất, nước, lửa, gió, sắc thinh khí vị. Sắc thinh khí vị thì và sắc vật thực, sắc vật thực được xem như là sắc
tám cái sắc bất ly đó, và năm sắc thần kinh. Sắc thần kinh đó là thần kinh trong con mắt của chúng ta đó, thì có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ ở trong tai của chúng ta, thần kinh tỷ tức là trong mũi của chúng ta, thần kinh thiệt tức là trong lưỡi chúng ta, thần kinh thân tức là nó chấp câu thân, sắp coi như khắp ở trong châu thân của chúng ta. Đó là sắc kinh tinh thần. Nơi nào có xúc giác thì có sắc kinh thần kinh thân ở đó, và có sắc ý dật và sắc mạng quyền. Sắc ý dật và sắc mạng quyền. Sắc ý dật là có thể được xem như nó là một phần, gọi là nó nằm ở trong trái tim. Nói như vậy nhưng mà ở đâu có cái sự suy nghĩ thì ở đó được gọi là nương vào cái chỗ đó, thì cái đó được gọi là sắc ý. Sắc ý dật, sắc ý dật. Bất cứ một cái sắc nào sanh khởi lên thì đều có cái sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền tức là sắc mà nó bảo hộ, duy trì những cái sắc đã tồn tại trong khoảng thời gian. Cũng như chúng ta thấy về danh, về tâm thì cũng có danh mạng quyền. Danh mạng quyền tức là sở hữu mạng quyền để duy trì ở trong một tâm của chúng ta sanh khởi trong khoảng thời gian ngắn đó thôi. Còn sắc mạng quyền tức là nó bảo đảm cho duy trì sắc pháp trong khoảng thời gian mà sắc pháp đó nó sanh khởi lên, nó bảo tồn để duy trì cái sắc pháp đó tồn tại trong khoảng thời gian nó sanh khởi lên. Như vậy được gọi là sắc mạng quyền. Bây giờ đó là vì sao được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập? Nhờ thí dụ như chúng ta nói nhờ thân nhờ tâm này mà bây giờ đó là sẽ có cái gọi là tri giác ở trong cuộc đời này. Lục nhập ở đây đó chỉ cho sáu nội xứ của chúng ta. Như chúng ta biết đó là chúng ta có 10, học cái phần xứ là 12 xứ, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Hai ở trong kinh Trung Bộ gọi là bài kinh 66 đó, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức đấy, vân vân. Thì ở đây đó nói rằng lục nhập, hay là nói lục nhập tức là nói đến cả sáu nội xứ. Sáu nội xứ tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Xứ ở đây đó là cái nơi, cái chỗ để cho nó nương tựa thôi, nó nương tựa thôi. Như vậy thì nếu chúng ta tách hai cái thành phần này ra đó, là thân và tâm của chúng ta riêng biệt đó, thì chúng ta cũng không có cái sự tri giác. Bởi vì nếu như một cái xác chết đó, thì họ đâu có cái xác thần kinh không tồn tại nữa, và không có cái tâm thức nữa, cho nên là họ không thể tri giác được những cái cảnh đó qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, ý suy nghĩ đó, thì không thể có cái đó, không thể cái đó. Thì khi nói lục nhập ở đây đó là chỉ cho chính sáu cái nội xứ này. Như chúng ta biết rằng là để mà chúng ta hình thành được cái sự thấy ấy, thì nó cũng phải có nhiều cái yếu tố, tức là nó phải có nội xứ, có ngoại xứ, rồi phải có cái tâm mà nương gá vào trong đó. Thí dụ như bây giờ nè, con mắt của chúng ta nhìn á, thì tâm mà nương gá vào trong mắt thì gọi là tâm nhãn thức. Tâm mà nương gá vào trong lỗ tai thì để chúng ta biết được cảnh thinh á, thì đó được gọi là tâm nhĩ thức. Tâm mà biết được nương gá vào lỗ mũi để biết được cảnh khí, hay chúng ta gọi là cảnh hương, ở trong kinh gọi là cảnh hương á, sắc thinh hương á, thì cảnh, theo Di Diệu Pháp thì gọi đó là cảnh khí. Bởi vì cái mũi của chúng ta đó thì chúng ta có thể ngửi được mùi thơm và mùi thối luôn, mùi thơm và mùi thối luôn. Và vì vậy cho nên được gọi là cảnh khí, cảnh khí, chứ không phải là chỉ có hương thơm không, mà còn cả là ngửi được cái mùi hôi thối nữa. Như vậy thì nương tâm mà nương gá vào lỗ mũi để biết được cảnh khí.
rồi tâm mà nương gá vào lưỡi để biết được cảnh vị, năm tâm mà nương gá vào lưỡi thì biết được cảnh vị, mà tâm mà nương gá vào thân biết được cảnh xúc ở trong thân của chúng ta, thì đó gọi là cảnh xúc. Và tâm mà nương gá vào sắc ý vật, một số loài đó thì không có ý vật, không có trái tim, và thì người ta chỉ nương gá vào một cái chỗ khác, mà ở đó đó chúng ta biết rằng là tùy vào. Thí dụ như là nói ở trong cõi ngũ thì chúng ta có đầy đủ sáu xứ. Ngũ uẩn là gì? Những cái cõi nào mà sanh ra có sắc uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn, thì cái đó được gọi là cõi ngũ uẩn. Nhưng mà có cõi đó là chỉ có tứ danh uẩn thôi, đó là cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc có tứ danh uẩn, tức là chỉ có danh uẩn thôi chứ không có sắc uẩn, bởi vì cõi đó là cõi vô sắc mà, cho nên là có bốn cái thành phần danh uẩn. Thì cõi vô sắc á, ở đây đó thì danh nó chỉ là trợ sanh cho ý xứ ở trong ý xứ mà thôi, chứ không có ở trong sắc xứ. Còn ở trong cõi ngũ uẩn thì có đủ sáu xứ. Ngũ uẩn là ở cõi gì? Thí dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy cõi người của trong 11 cõi dục giới là cõi ngũ uẩn nè. 11 cõi dục giới tức là ta tạm gọi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là bốn cõi, nhưng kỳ thật nó cũng chỉ là một cõi khổ thôi. Rồi bốn bảy cõi du dục giới, bảy cõi du dục giới tức là cõi người, cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi, cõi đấu sức, cõi dạ ma, cõi quá lạc thiên và cõi tha hóa tự tại. Và những cõi 16 cõi sắc á, thì có một cõi không có tâm, chỉ có sắc thôi, đó là cõi vô tưởng. Như vậy thì 15 cõi còn lại đó là đủ ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì cõi ngũ uẩn thì gồm có gì? 11 cõi dục, thêm cái cõi 16 cõi sắc nữa là chúng ta ra lại là cái cõi ngũ uẩn. Bây giờ chúng ta quay lại với những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, đó là danh sắc duyên cho lục nhập. Bởi vì có thân và tâm này đó, cho nên là khiến cho chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi. Và mỗi một căn như vậy đó, tức là mắt của chúng ta chỉ biết được một cảnh thôi. Một tâm nương gá vào một căn để biết được một cảnh. Cho nên là tâm hay là sở hữu tâm á, tâm á, thì là chỉ biết cảnh. Và tâm á, là luôn luôn đóng vai trò cho các cái tâm sở đồng phối hợp. Và đồng nương, tức là đồng sanh và đồng diệt. Đó là chúng ta nói đến tâm. Còn sở hữu tâm á, thì nó đồng sanh, đồng diệt, và đồng biết một cảnh với tâm, và đồng nương một căn với tâm. Đó là vậy. Thì bây giờ khi mà mắt của chúng ta thấy đó, quý vị thấy không? Con mắt của chúng ta đó, ngay cả những chúng sanh, đứa bé, hài nhi mới bắt đầu tượng hình, mới bắt đầu tượng hình, rồi bắt đầu là hình thành nên là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thì cái hài nhi ở trong cái bào thai đó, sự thật ra nó ở một tầng tuổi nào thứ nhất đó thì nó phát triển đầy đủ đó. Một tầng tuổi nào đó thì nó sẽ phát triển được đầy đủ, và khi mà phát triển được đầy đủ đó, thì nó cũng biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chứ không phải là không có. Và bây giờ khi chúng ta gọi là con mắt mà biết được cảnh sắc á, thì quý vị thấy rằng nó có nhiều cái yếu tố, có nhiều cái yếu tố, chứ không phải là chỉ đương không mà biết, đương không mà biết. Bởi vì nếu không có sáu ngoại xứ, thì không có cái sáu nội xứ này, và cũng không có sáu ngoại xứ này, thì cũng chưa có thể hình thành được. Ví dụ như chúng ta có mắt mà không có cảnh sắc thì làm sao chúng ta thấy?
mà có mắt, mà có mắt có sắc á, có con mắt, tức là có sáu nội xứ và có sáu ngoại xứ á, thì nếu tâm của chúng ta không có sanh khởi, không có nương gá vào đó, thì làm sao chúng ta biết được cái cảnh sắc đó? Thì đó là những cái yếu tố cần thiết, tức là phải có cảnh sắc, rồi phải có con mắt của chúng ta, rồi phải có tâm nương gá vào con mắt của chúng ta để biết được cảnh sắc. Tuy nhiên nó còn có những cái yếu tố phụ trợ khác. Cái yếu tố phụ trợ khác đó là ánh sáng. Ánh sáng. Ánh sáng là sao? Thí dụ như mình giờ mình nhìn đến một cái vật nào thì phải có ánh sáng, chứ trong bóng tối làm sao chúng ta thấy? Làm sao chúng ta thấy? Đó là phải có ánh sáng. Cái thứ hai nữa, thứ ba nữa, thứ tư á, là cái yếu tố phụ trợ nữa đó là gì? Phải có cái khoảng không gian giữa con mắt và cảnh sắc. Giữa con mắt và cảnh sắc. Quý vị thấy không? Đâu phải là đương không mà chúng ta thấy được. Và do nhiều cái yếu tố nó phối hợp lại hình thành nên sự thấy đó. Hình thành nên cái thấy đó. Mà mình á, thì bị chấp vào trong đó. Nói là tôi thấy nè, tôi nghe nè, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Tôi thấy cái cảnh này nó đẹp, cái cảnh này nó xấu. Là lúc đó đó là tâm thức chúng ta sinh ra cái sự phản ứng. Phản ứng thuận nghịch, mà trong kinh gọi đó là phản ứng thuận nghịch. Thuận á, là ưa thích, mà nghịch á, có nghĩa là chán ghét, không hài lòng. Phản ứng thuận nghịch là như vậy. Cho nên tâm của chúng ta đó, khi mà mắt thấy cảnh sắc á, mà chúng ta không có cái sự chánh niệm, không có cái sự quân tu đó, thì thường ra cái phản ứng thuận nghịch đó. Thuận nghịch tức là ưa thích hay là chán ghét. Ưa thích thì ái tham sanh khởi, chán ghét thì tâm không hài lòng sân hận sanh khởi. Cho nên ở đây đó, quý vị thấy rằng con mắt đó, thấy, mà trong khi á, Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy như thế này nè, chỉ có sự thấy, chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, không có người thấy. Chỉ có sự nghe chứ không có người nghe. Chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi. Chỉ có sự nếm chứ không có người nếm. Chỉ có sự xúc chạm chứ không có người xúc chạm. Cái người ở đây đó là gì? Cái người ở đây chúng ta hiểu ở đây là do mình chấp cái tôi, cái ta, cái tự ngã mình ở trong đó đó. Cái tôi, cái ta, cái tự ngã mình ở trong đó. Cho nên là chúng ta biết rằng là chính cái ngã chấp đó, đó nó làm cho chúng ta phải sinh ra cái tâm gọi là phản ứng thực nghịch. Phản ứng thực nghịch. Cái ái mà nó sanh khởi nó ở trong hiện tại cũng có. Do ái, trợ duyên cho ái đó. Thì ái ở trong hiện tại là mắt thấy, nhìn thấy, tai nghe âm thanh, ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, hoặc là ý chúng ta, tâm chúng ta suy nghĩ. Thì khi mà tâm chúng ta đặt vào cái cảnh nào đó, nương gá vào cái căn nào đó, thì cái đó nó cũng chỉ là các cái phối hợp, các cái pháp phối hợp lại thôi. Chứ không, bởi vì vì vậy cho nên là Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Chỉ có sự nghe chứ không có người nghe là như vậy. Là vì sao? Cái người ở đây đó là do mình chấp cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Vì đó chúng ta mới sanh ra cái phản ứng thượng nghịch đó. Mà bao nhiêu cái hệ lụy nó kéo theo. Cái hệ lụy mà do các căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Và chính vì vậy đó, nếu mà chúng ta thích thú với con mắt, thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, lưỡi nếm cảnh vị, và thân xúc chạm im ấm á, thì chưa thích. Mà ưa thích á, thì tham ái nó sẽ sanh khởi lên, ái dục nó sanh khởi lên. Vì vậy cho nên là ở đây đó, chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng là sáu căn phát ái dục ra cũng như giống cỏ ma la mọc trà.
cái giống cỏ mala là giống cỏ gì, giống cỏ mà được ví dụ ở trong kinh, nhưng mà có thể là chúng ta hiểu là một cái giống cỏ mà nó có đầy đủ yếu tố, có đầy đủ điều kiện thì tự động nó sanh sôi nảy nhở, nảy nở rồi nó lớn lên, rồi nó làm cho những cái sự tiêu hại qua màu cũng chính từ ở cái chỗ mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Mà nếu như một người mà không có chánh niệm trong khi nhìn thấy hay là ngửi mùi, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ đó, thì thường thường phiền não nó sẽ sanh khởi lên, phiền não sanh khởi lên. Cho nên con mắt của chúng ta đó, nó cũng là một căn, tức là nhãn căn, nhãn căn. Rồi nó sẽ tiếp xúc với sáu cái trần cảnh của chúng ta, sáu căn chúng ta, con mắt là thấy, rồi tai của chúng ta là nghe. Quý vị thấy không? Ai khen mình thì mình thích, nhưng mà ai chê mình thì mình không hài lòng, mình không hài lòng. Rồi mình nghe tiếng nhạc, tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng trống, vân vân, nó du dương, nó trầm bổng thì mình lại thích. Nhưng mà mình nghe cái gì nó chát chúa, nó lớn hay nó rùng rợn thì chúng ta rất là sợ, rất là sợ. Rồi mũi chúng ta cũng vậy, chúng ta thích ngửi mùi thơm, thích ngửi mùi thơm nước hoa hay là thơm của bông hoa hay thơm của một cái gì đó mà chúng ta cho đó là thơm, cho đó là thơm, cho nên chúng ta tìm tìm cái gì mà chúng ta gọi là thơm, cho là thơm, cho nên là chúng ta thích thú ở trong đó, chúng ta thích thú ở trong đó. Rồi lưỡi chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy rằng là ngày dạy ấy, đối với một vị tỳ kheo đó, khi mà thọ dụng đối với các cái vật dụng, ở trong đó có vật thực đó, vật thực đó, thì ở đây đó là Đức Phật dạy rằng tức là mình thọ dụng vật thực đó, thì chúng ta cũng nghĩ là thầy tỳ kheo, Phật dạy rằng một thầy tỳ kheo nên quán tưởng cái vật thực này khi chưa vào ở trong cổ, khi còn bên ngoài thì nó là màu sắc nó đẹp nè, rồi mùi thơm nó hấp dẫn nè, vân vân, rồi cái hình sắc của nó nhìn thấy nó hấp dẫn nè, thích thú nè. Nhưng mà rồi đó là cái vật thực nào cũng vậy, bất cứ cái vật thực cứng, vật mềm hay là như thế này thế nọ mà chúng ta đã đưa vào trong cổ rồi thì đó là một vật đáng nhòm gớm, đáng nhòm gớm. Và Đức Phật ngài nói là cái người mà thọ dụng á, thọ dụng các cái món, các cái thực phẩm á, thì thầy tỳ kheo nên rằng giống như là buộc phải là mình phải ăn để dùng vật thực này để nuôi sống cái cơ thể này, để chúng ta tu tập. Giống như là buộc phải ăn cái, giống như là cái ví dụ giống như là cái người, hai người buộc bị lạc vào trong đảo quan, rồi buộc phải ăn cái thịt đứa con của mình vì đói quá, thì cũng như vậy, giống như mình buộc phải ăn cái thực phẩm để chúng ta được tồn tại, và chúng ta quán tưởng vật thực này khi chưa vào trong cổ nó còn bên ngoài thì nó hấp dẫn, nó nhiều thứ thu hút, nhưng mà rồi nó đưa vào trong cổ thì đó là vật đáng nhòm gớm, đáng nhòm gớm. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng những cái vị mà tu Đầu Đà đó, những cái vị thiền sư mà có cái hạnh tu Đầu Đà đó, gọi là ăn nhất bát đó, thọ dụng nhất bát, tức là thọ dụng ở trong bát thôi, và đi khất thực thì chúng tôi nhớ ngày xưa đó là chúng ta, ngài Hòa Thượng Bủ Hạnh là thầy mà cho chúng tôi tu tỳ kheo đó, ngài có cái hạnh đó, lúc mà ngài ở cái cách cái cốc mít này ở tại Bủ Quang đó, thì ngài hàng bữa đó là ngài đi khất thực. Khất thực thì cái dùng mà gò dưa chùa Bủ Quang đó, thì quý vị biết rằng người ta đặt bát đó là ngài đi qua một vòng vậy, thì ngài về ngài thọ dụng bằng cái vật đó.
nhiều khi rồi bánh trái chè cháo mắm tất cả cái gì đó ngài trộn vô trong cái bát đó, ngài dùng một lần mà quý vị biết không, mình thấy rất là đáng nhờm. Tại vì thà là vô trong, mình đưa vô trong dạ dày bảo tử của mình thì nó trộn lộn ra sao thì cái việc đó chúng ta không nói. Nhưng mà đằng này mắm rồi chè cháo, cái gì người ta cúng là ngài đều trộn hết vô trong đó, là ngài dùng một lần một, dùng không hết, rồi bắt đầu là ngài cho cái vật thực đó cho các cái con chó hay là con này con kia nó ăn. Thì ngài là ngài đi bát mục để ngài thọ dụng, đó là cái hạnh đầu đà mà thọ dụng ở trong bát đó. Thọ dụng ở trong bát thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật dạy về vậy để chi, để mà mình thọ dụng cái vật thực này đó, mình quán tưởng nó như là một cái vật bắt buộc phải thọ dụng để nuôi cái thân này, để mà mình tu tập chứ không phải là mình ham thích. Vì vậy cho nên là một vị tỳ kheo quán tưởng là không phải ăn để mập khỏe như là những cái người lực sĩ, không phải ăn để đẹp đẽ giữ eo như là những cái người mẫu, những người hoa hậu, không phải ăn để đùa giỡn mà ăn để nuôi sống cái thân này để tu tập. Bởi vì chúng ta mượn cái thân này để tu tập mà, chứ không phải nếu chúng ta không có cái thân này đó thì quý vị biết không, các chư Phật mà toàn giác đó thường xuất hiện ở thân nhân loại để mà các ngài chứng quả chánh đẳng chánh giác, chứ ngài không có xuất hiện ở cõi khổ. Bởi vì theo Phật giáo Nguyên Thủy thì quý vị biết rằng là Phật không có xuất hiện ở cõi khổ, bởi cõi khổ là ác nghiệp của người ta rất là nặng, thì làm sao người ta có cái có được cái tĩnh tâm, có được cái phước duyên lớn để mà người ta tu tập được. Còn cái cõi mà cõi vui đó, cõi mà cõi trời đó, là người ta hưởng phước, cho nên là người ta đâu có thấy vô thường, khổ vô ngã đâu mà người ta tu. Còn cõi người của mình nó có đủ hết á, thấy khổ có, vui có, lẫn lộn. Rồi vì vậy cho nên là mình cần phải quán tu vô thường, quán tu khổ, quán tu vô ngã. Chúng ta có cái quán tu. Vì vậy chư Phật toàn giác thường chọn cõi nhân loại của chúng ta để mà các ngài ra đời. Đó. Thì ở đây đó là khi mà mình thọ dụng cái món vật dụng đó quý vị, cái thực vật thực đó, thì mình cũng cần phải quán tưởng, quán tưởng. Rồi cái thân của mình á, xúc chạm cũng vậy. Đức Phật ví dụ cái thân của chúng ta mà xúc chạm á, thì chúng ta thấy nó im ấm, thấy không? Người đụng với người rồi là đụng vô trong niệm im ấm, hay là cái gì mà chúng ta rờ rẫm vào, chúng ta đụng vào nó cảm thấy im ấm thì chúng ta thích thú. Nhưng mà cái gì nó thô ráp á, thì chúng ta thấy nó đau đớn, nó khó chịu. Hoặc là trời nóng trời lạnh thì chúng ta cũng thấy khó chịu. Nó ở vừa chừng cơ thể chúng ta thích hợp với là cái nhiệt độ đó, hay là với cái vật đó đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy thích thú. Nhưng mà cái gì mà nó thô ráp thì chúng ta cảm thấy nó khó chịu. Ở đây đó thì Đức Phật ví dụ cái sự xúc giác của mình á, cái sự xúc giác của chúng ta đó giống như cái con mà gọi là cái con dạ can, ở trong kinh gọi là con dạ can. Mà ở đây chúng tôi muốn nói đó là có một loài, có những cái loài ở trong rừng, cái loài động vật ở trong rừng đó, quý vị biết không, là nó lăn vô trong cái đống phân của nó, lăn vô cái đống phân của nó, rồi là khi mà cái phân nó dán dính vô trong người đó, nó khô đi, rồi những cái con vi khuẩn mà nó nằm ở trong cái da của nó đó, đống phân đó, nó nằm ở trong đó, rồi nó sinh sôi nảy nở, nó làm cho những cái con cái da của cái con vật đó nó ngứa đi. Và quý vị biết rằng nó gãi, nó đâu có tay chân gì nó gãi, con vật nó đâu có tay chân gì nó gãi, nó là cọ vô trong cái thân cây, cọ vô thân cây. Mà quý vị biết không, cọ vô cái thân cây máu nó chảy ra như vậy mà nó cảm thấy nó đã ngứa, cảm thấy đã như thì cái sự xúc giác của chúng ta đó, cái thân của chúng ta xúc giác đó, thì nó giống như cái con vật đó đó, mà trong kinh gọi là con dạ can đó.
Thì ở đây có một số động vật mà chúng tôi nhớ nếu không lầm là những con heo rừng nè, rồi một số cái loài con chó rừng rồi đó, những cái con mà nó dơ bẩn, nó nằm ở trong rừng đó. Rồi là nó bị phân nó dính ở trên cơ thể của nó, rồi những cái con vi khuẩn bám vào trong đó, trong cơ thể của nó, rồi nó ngứa đó, thì nó phải phải cọ vô trong cái cây là rồi máu nó chảy ra, nó đau đớn như vậy, nhưng mà nó cảm thấy đó là cái sự đã ngứa của nó. Thì ở đây đó, cái sự xúc giác của chúng ta cũng vậy, cái sự xúc giác của chúng ta cũng vậy, nó đều là vô thường mà. Cái cảnh sắc của chúng ta nhìn nó cũng là vô thường, cái tai chúng nghe âm thanh nó cũng là vô thường. Quý vị thấy không, cái lời nói, cái âm thanh nó phát ra rồi nó thoáng qua rồi thôi, chứ đâu có bao giờ nó tồn tại lâu dài, nó cũng vô thường mà. Mũi chúng ta ngửi cái mùi thơm, mùi thối gì đó, nó cũng vô thường, vô thường, nó biến đổi, nó thay đổi. Rồi lưỡi chúng ta nếm cái hương vị, cái vật thực của chúng ta, dù là thức ăn hay là thức uống đi nữa, thì những cái đó nó cũng đều là vô thường. Vì vô thường đó cho nên là chúng ta thấy nó trong một cái trạng thái nó rỗng không. Cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy nó là bức bách, đau đớn từ cái sự khổ đó, sự khổ, khổ của thân, khổ của tâm, do cái sự bức bách, do cái sự hụt hẫng từ ở nơi các pháp hữu vi nó sanh khởi, các pháp hữu vi nó sanh khởi. Cho nên nếu chúng ta có niệm kỹ đó, thì chính sáu căn này đó, sáu lục nhập ở đây chính là chỉ chung cho sáu nội xứ của chúng ta. Nhãn nhập tức là mắt chúng ta thấy, nhĩ nhập tức là tai chúng ta nghe, mũi tỷ nhập tức là mũi chúng ta ngửi, thiệt nhập tức là thân chúng ta lưỡi chúng ta nếm, thân nhập thì đó là xúc giác đụng chạm vào, và ý nhập tức là khi mà tâm chúng ta suy nghĩ đến một cái cảnh pháp nào đó, cái cảnh pháp đó đó không phải là do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mà là do tâm chúng ta suy nghĩ đến những điều đó, thì cái đó được gọi là ý nhập. Ý nhập thì sáu cái nội xứ này đó thì được gọi là lục nhập. Lục nhập mà khi mà cái bào đứa trẻ nó mới, hài nhi mới hình thành ở trong cái bào thai của người mẹ, cho đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta được sinh ra và chúng ta được trưởng thành đó, thì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì cái đó tiếp xúc với các cái trần cảnh. Và từ ở trong cái việc mà tiếp xúc với các trần cảnh đó, do chúng ta nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ đó, thì cho nên là chúng ta mới sanh ra cái phản ứng mà chúng tôi đã nói đó, là phản sự ứng thuận nghịch, tức là ưa thích hay là chán ghét. Ưa thích đó, thì tham tâm sanh khởi, mà chán ghét tức là sân tâm sanh khởi, không hài lòng với cái cảnh mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng đó, thì sân tâm sanh khởi. Nhưng mà đối với một cái người tu á, thì chúng ta biết rằng á, là chính mỗi cái con mắt của chúng ta, các căn chúng ta tiếp xúc với các trần á, chúng ta cần phải có cái chánh niệm. Chánh niệm là sao? Thấy chúng ta cũng chỉ là biết là thấy thôi, chứ chúng ta đừng có sinh ra một cái tâm gọi là phản ứng thượng nghịch trong đó. Nói điều này á, thì không lẽ rồi mình không có tri giác, mình không có sinh phản ứng, nhưng mà chính mình sinh ra cái phản ứng thượng nghịch đó, mình ưa thích hay là mình chán ghét đó, thì nó lại là có cái hệ lụy nó đi theo, đó là phiền não. Phiền não. Cho nên cái gì mà tham tâm nó, cái gì mà nó làm cho chúng ta ưa thích thì tham tâm sanh khởi, cái gì mà làm cho chúng ta chán ghét đó là sân tâm sanh khởi. Và cũng chính con mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi này nó khoác ra cái phiền não nếu một người không có chánh niệm. Quý vị thấy rằng mình thấy đó, nhìn thấy cái cảnh sắc đó, người hay là vật gì cũng vậy, thì có cảnh, có căn, rồi có thức nương gá vào trong con mắt mới nhìn thấy chứ.
Đó là những cái yếu tố chính đó. Còn yếu tố phụ đó là ánh sáng, rồi phản không gian mà giữa cảnh sắc và con mắt của chúng ta thấy. Tai của chúng ta cũng vậy, phải có cái phản không gian, rồi phải có cái âm thanh phát ra, để rồi có cái sự chú tâm đến cái cảnh đó thì chúng ta mới có thể hình thành nên cái sự thấy, hình thành nên sự nghe, hình thành nên sự ngửi, hình thành nên sự nếm, sự đụng. Cho nên á, là cái người tu á, là với một cái người tu á, thì mình tu cũng chính là ở trong chính mỗi cái các cái giác quan của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Mỗi cái xúc chạm, mỗi cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta đều có cái chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là sao? Chánh niệm như chúng tôi đã nói là mình biết ghi nhận, biết là như vậy. Ghi nhận, tỉnh giác là mình biết rõ những cái mà mình đang ghi nhận. Vì vậy cho nên là ngày sáng Lợi Phất ngày dạy ở trong kinh Thập Tượng đó là ngày dạy là sati sapacchayanchá ý mê đuê tham má bahukara, tức là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Cho nên là trên phương diện nào đi nữa mà một người với sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần cảnh đó, thì cần phải có cái chánh niệm. Còn nếu như chúng ta không có chánh niệm thì từ ở cái đó phiền não nó sanh khởi lên. Cho nên con mắt của chúng ta đó, được ví giống như là gì? Được ví giống như là cái con rắn. Con rắn. Con mắt chúng ta được ví giống như con rắn. Tại vì sao? Con rắn thì quý vị biết là cái đặc tánh của nó hay chui nhủi ở trong lá cây, chui nhủi ở trong hang, là chui nhủi trong kẹt đó, đá rồi đó. Thì con rắn, tức là con mắt của chúng ta thích nhìn cái cảnh sắc, thích nhìn cảnh sắc. Rồi từ đó lại chúng ta mới sanh ra cái phiền não, ưa thích hay là chán ghét thôi. Phiền não nó sanh khởi ra. Mà thường thường đó là phiền não nó sanh khởi lên, là ái tham nó sanh khởi lên, là như vậy. Rồi cái tai của chúng ta đó, thì sự thật ra được ví giống như là cái con cá sấu. Con cá sấu. Con cá sấu thì quý vị biết rằng nó nằm yên phăng phắc ở mặt nước ở dưới đó, nhưng mà nó luôn luôn nghe ngóng ở trên. Nó thò cái đầu của nó lên, không có lên cao, mà nó chỉ ló lên một chút thôi. Nhưng mà cái tai nó nghe ngóng ở trên mặt nước động tĩnh ra sao để nó rình rập con mồi. Thì cái tai của chúng ta cũng vậy. Quý vị để ý coi, hàng ngày quý vị sinh hoạt như vậy nè, mình đi tới đi tôi làm này làm nọ thì mình cũng chẳng có để ý những cái cảnh gì lỗ tai gì mình nghe nhiều đâu. Mình cái gì nó lớn quá thôi. Nhưng mà khi mà quý vị tỉnh tu một chút đó, quý vị ngồi mà tỉnh tu thì cái tai của mình nó bắt nghe. Nó bắt nghe mà nghe cái cảnh mà đâu không đâu vào đâu, dù là cảnh nhỏ thì mình cũng cố gắng mình nghe. Cái âm thanh nó có nhỏ vậy nên mình cố gắng mình nghe. Nghe tiếng người nói, nghe tiếng động tĩnh ra sao, động ở đầu này, động ở đầu kia đó. Cái tai của mình nó thích nghe vậy. Hướng ngoại mà, nó hướng đến cái cảnh bên ngoài, cảnh sắc, bên cảnh thinh bên ngoài nè. Thì cái tai của chúng ta đó, là nó giống như là một cái con cá sấu vậy đó. Và cái mũi chúng ta thì nó giống cái hình con, nó có thể ví giống như con chim vậy quý vị. Quý vị thấy là những cái con dơi hay là những cái con chim, có những cái loài chim nó có cái khứ giác nó rất là hay. Tức là cái, nó ngửi, nó biết mùi, rồi chướng ngại vật nó biết. Con dơi mà nó bay ban đêm, chúng ta biết là nó có cái từ trường, nó có những cái từ trường mà cái lỗ mũi nó phát hiện ra, nó biết có chướng ngại vật cho nên nó tránh rất là hay. Mình thấy nó bay, nó lặn tới lặn lui, mặc dù là cây, bóng cây, lá cây, nhành cây hay là hang đá gì nó bay tối vậy đó, nhưng mà nó vẫn bay được. Nó nhờ cái khứ giác của nó có nhiều, nó phóng ra những cái từ trường để mà nó biết được cái chướng ngại vật của phía trước ở phía trước. Thì cũng như vậy, đối với cái lỗ mũi của chúng ta được ví giống như là con chim. Con chim. Rồi
Thì ở đây đó, cái thân của chúng ta thì nó giống như là cái con chim, con giả can mà khi nãy chúng tôi đã nói đó, là những cái loài mà nó nằm ở trong phân của nó, rồi nó lăn xả vô trong đó, rồi nó bị những cái con chi khuẩn bám vào trong đó, rồi nó bị ngứa ngáy, là khi nó ngứa ngáy nó cọ người vô trong cái gốc cây đó để mà nó đã ngứa, rồi nó đổ máu ra, nó đau đớn như vậy nhưng mà nó vẫn đã ngứa. Thì đó là những cái ví dụ mà chúng tôi nói đến các cái căn của mình. Thì ở đây đó, khi nói đến lục nhập, tức là nói đến sáu cái nội xứ mà chúng ta nói ở đây đó là gì? Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Thì cái pháp xứ ở đây đó là cái tâm của chúng ta suy nghĩ. Pháp xứ ở đây là chúng ta suy nghĩ. Cái pháp xứ ở đây đó là chính là những cái do cái tâm của chúng ta suy nghĩ. Mà cái này nó không phải thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mà là do tâm của chúng ta suy nghĩ. Ví dụ như quý vị nhớ đến một cái cảnh nào đó, chúng ta nghĩ đến một cái cảnh nào đó, tự động tâm chúng ta suy nghĩ. Nó không phải là do mắt thấy, không phải do tai nghe, hoặc là mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mà là do cái tâm của mình suy nghĩ đến những điều đó. Bởi vậy cho nên là nhiều khi chúng ta chiêm bao, chúng ta chiêm bao, bởi vì đối với là con người của chúng ta đó là còn cái tâm phóng dật, phóng dật, tức là còn một cái trạng thái tâm uất-tha-chá, tức là cái trạng thái tâm chao đảo, phóng dật, nghĩ đến việc này, nghĩ đến việc nọ, tâm của chúng ta mương man đó. Và do vậy đó thì chúng ta có những cái sự suy nghĩ và nó tạo nên cái phóng dật ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta nhớ cái này, nhớ cái nọ, suy nghĩ cái này, cái nọ. Vì vậy cho nên với một cái người tu á, đặc biệt là cái người tu thiền quán á, là mình phải biết là những cái gì mình đang suy nghĩ. Những cái gì đang suy nghĩ, mình suy nghĩ những cái gì đó là suy nghĩ ở trong những cái chính đáng, những cái cần thiết để chúng ta suy nghĩ. Chứ chúng ta đừng suy nghĩ giống như trong kinh Trung Bộ mà gọi là kinh Song Tầm á. Chúng ta suy nghĩ có hai cái sự suy tầm. Cái suy tầm bất thiện và suy tầm thiện. Suy tầm bất thiện là gì? Suy tầm để cho dục tham sanh khởi, để cho hận tâm sanh khởi, để cho hại tâm sanh khởi. Thì cái suy tầm đó là suy tầm bất thiện. Suy tầm bất thiện. Còn suy tầm thiện đó là suy tầm mà chúng ta hướng đến cái không có tham tâm sanh khởi, tức là ly dục đó. Chúng ta nghĩ dù là tham đắm ở trong ngũ dục, hay là tham đắm trong cái sự hưởng thụ, tham đắm trong sự tái sanh, hay tham đắm trong sắc dục, vân vân, thì cái đó nó là đối với một cái người tu tập đó là không nên suy những đối đến cái dục đó, cái dục bất thiện đó, dục tầm đó. Rồi cũng không nên suy nghĩ cái dục tầm, cái sân tầm, tức là nghĩ đến những cái sự buồn bực, khó chịu, người này, vật nọ, vân vân. Không nên suy nghĩ những cái điều đó. Bởi vì chúng ta, mặc dù là tâm chúng ta suy nghĩ, chúng ta chưa nói ra thì cũng không ai biết. Tâm chúng ta suy nghĩ, chúng ta chưa hành động, chưa làm gì hết thì cũng khó ai biết. Nhưng mà rồi đó, cái tâm của mình mà để cho mình suy nghĩ về dục tầm, suy nghĩ về sân tầm, suy nghĩ về não hại, tức là hại tầm đó, nghĩ đến cách này, cách nọ làm tổn thương, tổn hại cho chúng sinh này, chúng sinh nọ, vân vân, thì cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ có thiệt hại cho mình, thiệt hại cho mình, thiệt hại cho cái đời sống tu tập của mình. Vì vậy cho nên là mình bỏ cái suy tầm đó đi, bỏ cái suy tầm bất thiện đó, mà ngược lại đó là suy tầm vô dục, tức là suy tầm làm sao là mình đừng có tham, tham ở trong ngũ dục, mình cũng đừng có tham ở trong cái sự tái sanh, cũng đừng có tham trong sắc dục, mỗi cái ở trong cuộc đời, ái luyến ở trong cuộc đời này,
Rồi chúng ta suy nghĩ làm sao đừng có sân, hoặc là đừng có quan trái hạ, tổn hãm sanh. Thì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ gọi là thiện tầm đó, suy nghĩ thiện tầm. Như vậy thì ở đây đó, quý vị thấy rằng là trong con mắt của chúng ta, mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta xúc chạm, lưỡi chúng ta nếm cảnh vị, rồi thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta cần phải có chánh niệm tỉnh giác. Và nếu như cái người mà không có chánh niệm tỉnh giác thì từ đó đó lục nhập thì phải duyên cho, quý vị thấy không, nó là duyên cho xúc mà, lục nhập thì phải duyên cho xúc. Mà lục nhập ở đây nãy chúng tôi đã nói đó, đó là chỉ cho sáu nội xứ của chúng ta. Lục nhập có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Rồi từ ở cái ý suy nghĩ đó đó, thì quý vị thấy rằng là trong lục nhập thì sẽ là duyên cho, lục nhập thì sẽ là duyên cho xúc. Xúc là gì? Xúc ở đây đó là nó là sự giao thoa giữa căn và cảnh. Căn và cảnh giao thoa, hay là sự gặp lại giữa căn và cảnh mà thôi. Xúc ở đây chỉ cho là lục nhập, ví dụ như nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, xúc nhập, ý nhập, vân vân. Thì cái đó được gọi là lục nhập. Nhưng mà khi mà căn này nè tiếp xúc với sáu trần cảnh, hay là chúng ta gọi là sáu ngoại xứ đó, sáu ngoại xứ đó, thì sáu tiếp xúc với sáu ngoại xứ thì cái đó được gọi là xúc. Xúc tức là sự giao thoa gặp giữa căn và cảnh. Cho nên là quý vị thấy rằng ở trong sáu căn của chúng ta, rồi sáu trần của chúng ta là sáu cảnh á, rồi sáu thức, rồi trong mỗi cái vậy đó đều có ái nhiễm ở trong đó. Rồi quý vị thấy rằng sáu mà lần ba thì nó là 18, phải không? Sáu lần ba 18, sáu lần ba 18. Cho nên á, trong sáu cái căn của mình nó phát ra cái ái, rồi từ ở trong sáu căn trần cảnh do xúc chạm căn mà tiếp xúc với trần cảnh á, thì sinh ra sáu cái ái đó nữa. Rồi là sáu thức của mình, sáu thức của mình nó sanh khởi mà có ái nhiễm ở trong đó thì nó ra tới 18 cái ái. 18 cái ái. Thì quý vị thấy rằng khi mà sáu căn đây đó tiếp xúc với sáu trần cảnh thì đó được là xúc. Tiếp xúc với sáu trần cảnh đó là sự giao thoa, sự gặp mặt lại của các cái trần cảnh. Thì mỗi một cái căn như vậy đó chỉ biết được một trần cảnh mà thôi. Mà căn không thì cũng chưa đủ, tâm nương gá vào căn đó để biết được. Cho nên ba pháp này gặp lại là căn, cảnh và thức. Phải có tâm, tức là gọi là thức đó. Thì ba cái này nó gặp lại đó, thì phải là nó gặp lại với nhau, thì cái đó được gọi là xúc. Xúc là sự gặp mặt giữa căn, cảnh và thức, hay là sự giao thoa giữa căn, cảnh và thức mà thôi. Cho nên là quý vị thấy là nhiều khi đó là mắt chúng ta nhìn cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, ý chúng ta suy nghĩ, thì từ đó phiền não nó sẽ sanh khởi. Ngã mà xúc là sự gặp mặt giữa căn cảnh mà thôi. Như chúng tôi đã nói khi nãy đó, căn cảnh mà thôi. Mà cái người không tu tập á, thì quý vị thấy rằng á, là chính từ ở cái phiền, từ đó mà phiền não nó sanh khởi lên á. Phiền não sanh khởi lên. Cho nên á, là khi mà một người mà có tu tập thì cái nhìn của chúng ta, cái mắt thấy chúng ta, tai nghe của chúng ta, ngửi chúng ta, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta chúc tạm xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ đó, thì chúng ta nên có một cái chánh niệm,
chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác tức là nhìn cũng chỉ biết là nhìn, thấy cũng chỉ biết là thấy như vậy thôi. Rồi nghe cũng biết là nghe như vậy, chứ chúng ta đừng có sanh ra cái phản ứng thuận nghịch, ưa thích hay là chán ghét gì hết, cũng chỉ biết. Bởi vì ở trong cái đó nó cũng có là sự nghe thôi. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là chỉ có sự thấy, sự nghe, sự khó quá hả? Và đúng như vậy, khi mà mình tu tập á, là tu tập ở trong mọi cái tri giác của chính mình. Có nghĩa là căn mình tiếp xúc với trần cảnh thì mình chỉ biết như vậy thôi. Chứ cũng chúng ta đừng có sanh ra cái phản vì mình phản ứng thuận nghịch á, cho nên là mình khổ lụy, phiền não nó sanh cái lên. Có cái mình ưa thích, rồi có cái mình không hài lòng, có cái mình không hài lòng. Và vì vậy cho nên là bao nhiêu cái sự khổ lụy ở trong đời sống nó diễn ra, diễn ra. Và chính có các cái căn, quý vị biết rằng ở cõi dục của chúng ta đó là có đầy đủ, nó rất khó hả? Nó rất là đầy đủ. Ở cõi dục của chúng ta có đầy đủ, có đầy đủ là các căn. Các căn ở đây là có đủ các sắc thần kinh luôn, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân đầy đủ. Rồi chúng ta do có nhu cầu có mắt để nhìn cho nên chúng ta có con mắt, do có nhu cầu có cái lỗ tai, có cái tai để nghe cho nên là chúng ta có tai để nghe, do có nhu cầu có cái miệng để ăn uống gì đó cho nên chúng ta có cái lưỡi, vậy thôi. Rồi chúng ta do có nhu cầu có nam nữ, có nam nữ, có giới tính cho nên là chúng ta có cái thân này, có nam có nữ, có này có nọ, bắt nguồn từ ở cái gì? Từ cái ái mà ra, từ cái ái mà ra. Cho nên á, mình nói á, nếu mà nói trong giáo lý Duyên Khởi thì cái quý vị thấy rằng nếu mà nói là thượng đế của mình, thượng đế của mình tức là các cái tôn giáo, phần lớn là các tôn giáo nói là đấng sáng tạo. Ví dụ như là có một số tôn giáo nói là một đấng sáng tạo nào đó sanh ra loài người của mình, sanh ra muôn loài. Thì sự thật ra đó, nếu mà để rằng nói là đấng sáng tạo á, nếu nói trong giáo lý Duyên Khởi thì đó là vô minh và ái mà thôi, khiến cho chúng ta mới có mặt trong cuộc đời này. Chúng ta có nhu cầu, có cái gì, cần cái gì thì cho nên chúng ta có cái đó. Trong khi các cái vị phạm thiên sắc giới đó, thì quý vị thấy không? Quý vị, các vị đó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà có một số là các vị đó không có thần kinh. Thí dụ như thần kinh tỷ họ không có. Thần kinh tỷ không có. Thần kinh thiệt họ không có. Thần kinh thiệt tức là không, họ đâu có ăn vật thực như chúng ta. Mà các vị đó là no vui ở trong thiền, mặc dù cái gì đó có miệng nhưng mà không có ăn vật thực, và do vậy đó cũng không có nhu cầu để mà thưởng thức cái vật thực đó là ngon hay dở, thích thú hay là chán ghét ở trong đó. Rồi là không cần có cái nhu cầu có cái thần kinh tỷ, tức là để chúng ta ngửi mùi. Mặc dù là có cái thân là nói là được mô tả là có mũi vậy, nhưng mà không cần phải có để ngửi mùi thơm. Mình thì thích ngửi mùi thơm nước hoa này, nước hoa nọ, xà phòng này, xà phòng nọ, vân vân. Mình ưa thích cái gì đó thì mình có cái đó để mình đáp ứng. Cõi dục mình nó rắc rối vậy đó, nó nhiều vậy. Rồi người ta đâu có nam nữ đâu, họ có thần kinh thân, nhưng mà họ có sắc quẩn, nhưng họ có thần kinh thân, họ không có nam nữ. Cõi dục thì có nam nữ, nhưng mà cõi phạm thiên sắc giới họ không có nhu cầu khác giới, không có nam giới hay nữ giới gì ở đây, vì không có nhu cầu cái đó. Họ không có thỏa thuận của, họ không có thỏa thích của nam nữ, cho nên là họ không có thần kinh, không có, họ không cần phải có thần kinh thần. Thì nó càng đơn giản chừng nào thì nó lại càng bền chặt chừng nấy. Và đến lúc nào đó thì giảm bớt hết hoàn toàn
thì đó là cái sự hiện hữu của một trong năm uẩn thôi, một trong năm uẩn thôi. Cho nên á, là hôm nay đó chúng ta học về 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 lục nhập duyên cho danh sắc, duyên cho lục nhập, và lục nhập đó thì duyên cho xúc. Xúc tức là sự giao thoa giữa căn và tánh gặp lại với nhau thôi. Xúc ở đây đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, tỷ xúc, thân xúc và ý xúc, thì đó là căn cảnh gặp lại với nhau. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, do cái thời gian nó cũng vừa hết, cho nên là bữa hôm sau thì chúng tôi sẽ nói tiếp về cái phần còn lại, những cái phần kế tiếp nữa ở trong thập nhị duyên duyên này, là giáo lý duyên khởi này, do cái bài học này nó phải là kéo dài ở trong cái kinh mà Phật thuyết, Phật tự thuyết, Phật tự thuyết. Thì chúng tôi xin có bấy nhiêu lời chia sẻ với đại chúng. Cuối cùng thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, kính đến Đại Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Phawatu sapa mangalang rakhan tu sapa dewata sapa botanu fawe nasada sote fawantu te fawatu sapa mangalang rakhan tu sapa dewata sapa thammanu fawe nasada sote fawantu te fawatu sapa mangalang rakhan tu sapa dewata sapa sangha nu fawe nasada sote fawantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Sithiya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu ida lang etasming ratanatayasming sambasa danache tasung. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn